Hi, chào mừng anh với cái đồng mình là Hellwoman đây. Và hôm nay mình sẽ review đế tản nhiệt tự chế. Ok, thì đây chính là đế tản tản nhiệt tự chế của mình nha các bạn. Ok, thì cái này là mình đem ra ngoài shop kêu người ta chế giùm. Chứ thật ra mình không có biết chế nha các bạn. Cho mình không có chuyên về ngành điện. Và mình cũng không có giỏi vật lý cho lắm nữa. Nên là mình không có tự chế được nha các bạn. Thì cái shop này có tên là shop chuyên chế đế tản nhiệt. Đấy. Thì shop này thì mua linh kiện của những hãng này nè các bạn. Đó, mua mua linh kiện của hãng thì sau đó shop về shop tự làm đồ kia và sau đó hỏi ý kiến người dùng. Ấy, nếu như mà máy của các bạn á cái hốc hơi tản nhiệt của nó ở chỗ nào thì nằm đúng ngay chỗ đó luôn nha các bạn. Thì như vậy thì nó mới có hiệu quả nha các bạn. Thì những cái đế tản nhiệt của hãng như là Coolmaster hay là Deepcool á thì thật ra với các bạn nó không có mát, nó mát chỉ hơn có 3-4 độ thôi. Còn con này hồi chiều này mình test rồi nha các bạn, hồi chiều này mình test thì nó mát tới 15 tới 20 độ nếu như mà để trong máy lạnh. Còn đế tản nhiệt mà của Coolmaster để trong máy lạnh nó mát có 5-6 độ à, đó mát thêm được có 5-6 độ à, khá ít này các bạn. Còn này mát mát hơn nhiều luôn. Thì đây chính là bề mặt mica các bạn, mica để bề mặt mica chứ không phải kính nha, kính mica. Đấy. Thì con này dùng nguồn điện 220V luôn nha các bạn. Cho nên lực xoay của nó rất là mạnh. Tuy chỉ có 2000 vòng một phút nhưng mà lực xoay của nó bá luôn nha các bạn. Nó mạnh hơn cả cái quạt tản nhiệt này luôn nha các bạn. Quạt tản nhiệt này thì ăn nguồn điện có 12V à, nhưng là quay của nó thì 3200 vòng. Trời, 3200 vòng mà mình thấy nó tản nhiệt biết mát nhiêu độ không các bạn. Mát cỡ lớn 2-3 độ. Trời ơi. Vậy để làm cái gì? Còn cái này mát hơn tới 15-20 độ thì nó mới đáng tiền nha các bạn. Rồi mình nói ra số tiền cho các bạn coi luôn. Là con này thì mình kêu shop chế tới 750 nghìn. Đấy, 750 nghìn. Thì các bạn xách lên nó dạng là nó cũng khá khá nặng nha các bạn. Do con này là 2000 vòng phút á, cho nên là cái lõi đồng của nó khá là nhiều luôn, nó khá là to. Các bạn thấy không? To, to quá trời to luôn. Và nó cũng khá là nhiều cánh nha các bạn. Khá là nhiều cánh luôn nha. Đó. Thì nhiều cánh thì nó giúp cho cái luồng gió qua đây nó sẽ nhiều hơn nha các bạn. Đấy. Thì còn cái này là cái công tắc mở của nó. Còn đây là cái nguồn điện vào của nó là 220V. Ok, thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem luôn nha. Thì đây chính là cái adapter của cái đế tản nhiệt này nha các bạn. Đây. Nó khá là to luôn nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ gắn vào nhé. Ok, thì mình đã cắm cái adapter của cái đế tản nhiệt này vào rồi nha các bạn. Đây, nó đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở nguồn nó ra lên nha các bạn. Các bạn nghe tiếng không? Nghe tiếng rất là lớn nha các bạn. Ấy trời, nó mát luôn cái tay mình luôn các bạn. Rất là mát luôn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở máy lên mà cho các bạn xem. Ok, mở. Thì cái này nó tác dụng nhiều nhất là trong phòng máy lạnh nha các bạn. Còn các bạn để ngoài trời thì nó giảm được chỉ có 6 7 độ C thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy chuột nhé. Ok, mình đã gắn dây chuột của nó vào rồi nha các bạn. Đây. Ok, mình sẽ bật phần mềm ép xung của Nvidia lên trước. Để cho các bạn coi nhiệt độ nó hiện tại bây giờ là bao nhiêu nha các bạn. Thì đây, ôi, nhiệt độ cạn đồ họa nó mới 35 độ C thôi. Thì mình ép lên 115 MHz nha các bạn. Và cái này mình sẽ tăng thêm 7V. 7mV nữa. Rồi. Offline nó và tiếp tục thì mình sẽ bật cái phần mềm mà Total Stop giảm xung CPU và GPU phụ. GPU của Intel á là phụ á. Đây mình giảm nó. Thì khi mà các bạn ép xung cái GPU rồi á
cái càng đồ họa rồi thì các bạn phải giảm xung cái CPU của Intel và GPU on của Intel luôn nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào test game coi thử nhiệt độ nó sẽ lên bao nhiêu các bạn. Rồi vào test thôi. Rồi ok, mình sẽ vào test nha các bạn. Đầu tiên là Ryzen 5. Game này là game nặng nhất trong máy mình luôn nha các bạn. Thì mình sẽ test game nặng nhất thì mới biết được nhiệt độ nó là bao nhiêu và cao nhất của nó là bao nhiêu nha các bạn. Các bạn đợi nó vào game nhé. Ok, thì hiện tại bây giờ mình đã vào game rồi nha các bạn. Mình sẽ test luôn. Thì hiện tại bây giờ mình đang để đồng họa là medium nhé, Full HD medium. Mình sẽ đua thử 5 phút lên được bao nhiêu độ nha các bạn. Game đồng họa cao mà. Hiện tại bây giờ mình đang chơi bàn phím của laptop cho nên là grip khá khó luôn nha các bạn. Mình không quen cái grip của bàn phím của laptop. Bài với các bạn luôn, kiếp khó vãi. À, hình như mình tăng cái số bon của con GPU cao quá hay sao các bạn ơi. Mình chơi nó dạng nó không được mượt lắm nha các bạn. Tập kiếp khó quá. Nông được chuẩn. Đó, bây giờ mình thấy bắt đầu mờ rồi nha các bạn. Để cho cái cạc thích nghi từ từ là nó sẽ mờ. Nó bắt đầu vô thành phố nè, nó mới gây cứng này nha các bạn. Vô thành phố nó mới bắt đầu giật, nhưng mà nó vẫn cánh nổi thời, nó vẫn chạy bình thường nha các bạn. Sao vẫn biết được là vui rồi. Còn ra đây đúng mượt luôn. Phía sau các bạn là do thành phố của thằng Boza là nó được có u lắm. Còn thằng G85 các bạn biết không, thành phố trời ơi, nhà cao tầng không, bật đồ họa V2 vẫn mượt, trên 60 fps vẫn mượt. Còn con này mới medium ơi mà đã lắc, là do nó không có tối ưu những căn nhà đó nha các bạn, phải tối ưu đồ họa của những căn nhà nữa thì nó mới mượt. Game này game của Microsoft mà. Đó các bạn thấy không, biết bằng bằng cái lúc đó rất là khó nha, đụng này đụng kia đụng lúc.
tại bàn phím laptop vậy nên cái độ nhấn của nó khá là nặng luôn nha các bạn, nó không có mềm như bàn phím cơ ứng rất là mềm. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem nhiệt độ nó là bao nhiêu nha các bạn. Mình có ép xung luôn á. Ok, mình sẽ xem nhiệt độ nó là bao nhiêu. Oh, 54 độ, khá là mát luôn nha các bạn. Trời ơi, 54, 55 độ, rất là mát luôn. Mình đang ép xung á. Hôm nay mình giảm này xuống tí đi. Này cao quá. Đấy, cái đó cao quá. Apply, thế là xong. Đó, nhiệt độ giảm xuống liền. Rồi, tiếp nha các bạn. Thêm 5 phút nữa để coi nó lên nhiêu độ. Thầy với các bạn luôn, nó mát hơn 20 độ luôn nha các bạn. Nó hơn từ 20 tới 25 độ luôn. Khỏi biết phải. Này mà gặp bàn phím cơ giết chuẩn rồi. Quen ứng cái bàn phím cơ bởi vì qua màn phím laptop ứng khá khó. Bu ra tay này tốc độ vừa cao, vip vừa dễ. Dễ hơn Lamborghini rất nhiều luôn nha các bạn. Rồi, hiểu rồi. Cũng vậy luôn thôi. Lùi thêm tí nữa mới được. Bay xuống nước luôn. Cái này mà mình gặp bàn phím cơ chắc biết chuẩn 100% luôn. Khó quá. Thôi. Mới đầu biết chuẩn lắm giờ tự nhiên. Mày ngu mày chết đi. Cũng tông tao buồn chịu. Cái xe này của mình á thì mình nâng cấp lên rất là nhiều luôn nha các bạn. Bánh grip rồi bánh đồ kia đủ thứ rồi. Đúng là những bàn phím mà mình không quen á, bàn grip rất là khó. Ok, bây giờ mình coi lại là lên như độ nha các bạn. Đây 55 độ, trời xin nhê vậy. Hồi trước á, lúc mà chưa có cái quạt tán nhiệt này nè các bạn, mà mình gắn cái quạt tán nhiệt loại này nè. Đây, biết lên nhiêu không các bạn.
bảy mấy độ, tám mấy độ. Cái lối đồng nào mình không overlock không nha, ở lên như đó nữa, overlock cái chắc lên 100 độ thôi, đai máy thiệt, đai máy liền luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ thoát game nha các bạn. Dưới các bạn thấy hay, mình nhớ like, share, subscribe, mình nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok, bye bye các bạn.